Nguyên nhân để gia tăng tai nạn nghiêm trọng được trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An lý giải là do việc triển khai ở cơ sở còn mang tính hình thức, đối phó nên hiệu quả không cao. Điển hình là tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy chưa được chấn chỉnh, xử lý dứt điểm và công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải còn nhiều bất cập. Cùng với việc kiểm điểm lãnh đạo chính quyền các cấp nếu tai nạn giao thông gia tăng thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An còn yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền cho người dân, tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát tại những địa bàn gia tăng tai nạn và xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang đường bộ. Tháng 5 này, số người chết vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2012.